Nhờ linh hoạt trong sản xuất, gia công sản phẩm hàng dệt may phục vụ xuất khẩu, nên công ty cổ phần Tiên Hưng có địa chỉ tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ đạt doanh thu khá. 10 tháng năm 2022, doanh thu gia công của công ty cổ phần Tiên Hưng đạt 37 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt gần 90% kế hoạch cả năm. Công ty nộp ngân sách nhà nước gần 28 tỷ đồng. Hiện công ty tạo việc làm cho 3.900 lao động với mức thu nhập bình quân là 10 triệu 600 nghìn đồng một người một tháng. Để có kết quả trên, sau khi dịch COVID-19 lắng xuống, lãnh đạo công ty cổ phần Tiên Hưng đã tích cực tìm thêm các đối tác mới để gia công, đặc biệt là hàng jacket để tiêu thụ thị trường nội địa của Hàn Quốc. Đây là các mẫu hàng khó làm, song công ty đã tập trung đội ngũ công nhân và kỹ thuật có tay nghề cao để gia công nên đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của khách hàng. Đến thời điểm này, công ty cổ phần Tiên Hưng đã ký được đơn hàng đến hết tháng 1 năm 2022.